xưa, rồi chúng ta ra được thưởng thức tiếng hát của nhạc sĩ Vũ Anh cũng một thời lâu lắm, phải không? Nhưng mà những tiếng hát đó vẫn còn đọng lại trong tâm tư chúng ta. Rồi ngày tháng trôi đi, rồi tuổi đời cũng phải là thêm nữa. Nhưng mà may mắn làm sao chúng ta lại có được một giọng ca tiếp nối những giọng ca của các đàn chị như là Thái Thanh, Mai Hương, Mộc Lam, Kim Tước, Châu Hà. Thưa quý vị, Ái Phương muốn giới thiệu đến quý vị đó là tiếng hát của ca sĩ Thu Vàng. Xin mời Thu Vàng. Thu Vàng có giọng cao của ca sĩ Thái Thanh, rồi có giọng ấm của ca sĩ Mai Hương, Mộc Hà, và có cái giọng vui tươi của ca sĩ Kim Tước. Ở trong Thu Vàng có tất cả, nhưng mà không hiểu sao một người bé bỏng như thế này mà chứa được nhiều như thế này. Ái Phương rất là khâm phục. Và thưa quý vị, hôm nay tiếng xưa rất được hân hạnh chào đón nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo và nhạc sĩ Trịnh Ý Thư với hai nhạc phẩm. Thu Vàng sẽ trình bày sau đây. Nhạc phẩm thứ nhất là Tháng Ngày Gió Xóa, và nhạc phẩm tiếp theo là Thu Mãi Quan Sang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
tình huyền chân xưa, như dế oán than đời đời trong mưa mưa mưa. Ô lý chúc tình huyền chân xưa, như dế oán than đời đời trong mưa.